đời bi thảm vì bị đầu độc của tài tử trên cơ tứ đại thiên vương Hồng Kông. Anh từng là một trong những ngôi sao ca nhạc đình đám nhất Hồng Kông, được khán giả khắp châu Á yêu mến. Ở thời đỉnh cao, anh nổi tiếng hơn cả tứ đại thiên vương lúc bấy giờ là Trương Ngọc Hữu, Lữ Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh. Nhưng cuộc đời Vương Kiệt lại chịu nhiều bất hạnh. Anh bị cha mẹ bỏ rơi từ năm 3 tuổi, đến khi nổi tiếng thì lại bị hạ độc, khiến anh mất cả sự nghiệp. Nhìn nam diễn viên Tiểu Lý Phi Đao thời hiện tại, ít ai tin rằng anh từng là sao hạng A trong thập niên 1990, khiến tứ đại thiên vương Hồng Kông phải e dè. Gà trống nuôi con khi mới 19 tuổi. Vương Kiệt sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962 tại Đài Loan, trong một gia đình có cha là nam diễn viên Vương Hiệp. Ông từng là diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời của Đài Loan vào thập niên 60-70. Năm lên 3 tuổi, cả gia đình Vương Kiệt rời Đài Loan sang định cư tại Hồng Kông. Được một thời gian, ba mẹ anh ly dị nhau và mạnh ai nấy trở về Đài Loan, bỏ lại một mình Vương Kiệt bơ vơ nơi đất khách quê người. Vương Kiệt chia sẻ, lúc đó ba mẹ anh gửi anh vào một trường giáo hội ở Hồng Kông mà không hề đến thăm. Anh luôn tự ví mình như đứa trẻ mồ côi và luôn khao khát có được tình thương của cha mẹ. Vì thế, vào năm 14 tuổi, Vương Kiệt sáng tác ca khúc đầu tiên của mình lấy tên là Đứa Trẻ Đang Khóc để nói lên nỗi khao khát đó. Do từ bé đã quen với cô đơn và bất hạnh nên Vương Kiệt sớm biết sống tự lập vào năm 14 tuổi. Năm 17 tuổi, anh đã quen và yêu một thiếu nữ cùng họ và có cùng cảnh ngộ giống anh. Họ đã tìm đến với nhau và cho ra đời một bé gái. Tuy nhiên, do kết hôn quá sớm mà không tìm hiểu kỹ đối phương nên cuộc hôn nhân của Vương Kiệt sớm bị gãy đổ. Cuối cùng, anh phải chịu cảnh gà trống nuôi con khi mới 19 tuổi. Sau lần đổ vỡ trong hôn nhân, Vương Kiệt đã trở về Đài Loan với đứa con gái bé nhỏ của mình. Lúc đó, anh đã làm đủ mọi nghề để kiếm tiền. Từ làm thợ sơn đến nhân viên vận chuyển hàng, từ bảo vệ đến đầu bếp, từ tài xế taxi đến võ sư môn taekwondo. Thậm chí để có tiền nuôi con, anh đã đánh đổi cả tính mạng của mình để kiêm luôn nghề cắt ca đơ trong những cảnh quay nguy hiểm. Có lẽ ít ai biết được rằng, trước khi trở thành người nổi tiếng, Vương Kiệt đã tham gia trên 200 bộ phim điện ảnh với tư cách là một diễn viên chuyên đóng thế vai. Có những lúc tưởng chừng như anh đã mất mạng vì nghề cắt ca đơ, chính đứa con gái đã là động lực lớn thúc đẩy Vương Kiệt trong cuộc sống. Ngoài những công việc trên, Vương Kiệt từng là một tay đua xe cừ khôi và anh cũng đạt được rất nhiều giải thưởng của thể loại đua xe địa hình. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Trong lĩnh vực âm nhạc, Vương Kiệt có khả năng ca hát và chơi thông thạo một số loại nhạc cụ như guitar, piano, trống và bass. Anh còn sáng tác rất nhiều ca khúc, nhưng do cơ may chưa đến nên anh chưa có dịp bộc lộ tài năng của mình. Cuộc đời anh cứ mãi lận đận đến năm 25 tuổi. Qua sự giới thiệu của bạn bè, Vương Kiệt đã có dịp làm quen với nhạc sĩ Lý Thọ Toàn. Chính từ sự gặp gỡ này đã làm thay đổi cuộc đời anh. Anh chính thức bước vào phòng thu sau đó, thu thanh cho ra album đầu tiên mang tên Một Cuộc Chơi, Một Giấc Mơ, phát hành vào tháng 12 năm 1987 và chính thức trở thành ca sĩ. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là album đã tiêu thụ mạnh, đạt mức kỷ lục vào thời điểm lúc bấy giờ. Album đã tiêu thụ trên 500 đĩa bạch kim. Bên cạnh đó, bài hát chủ đề của album còn ngự trị trong các bảng xếp hạng ca khúc hay nhất trong suốt thời gian 6 tháng. Từ thành công đầu tiên của album, Vương Kiệt bắt đầu cảm nhận được hương vị của cuộc sống. Anh đã cho ra liên tiếp các album mới trong vòng vài tháng và các album này cũng đều bán rất chạy, đạt từ 4 đĩa bạch kim trở lên. Sự khởi đầu thuận lợi đã nhanh chóng đưa tên tuổi của Vương Kiệt đến với công chúng yêu nhạc, không những tại Đài Loan mà còn vang xa đến tận Hồng Kông, Singapore, Mã Lai, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam. Tại Việt Nam, nhiều ca khúc của Vương Kiệt được phổ lời Việt khiến khán giả yêu thích. Nổi bật có bài Ai Hiểu Lòng Lãng Tử được Ưng Hoàng Phúc hát lại với tên Vì Sao Trong Lòng Tôi. Bài hát Đau Lòng được viết lời Việt với tên Liều Thuốc Cho Trái Tim. Sau khi làm ca sĩ được 2 năm, Vương Kiệt đã chính thức tham gia đóng phim. Đầu tiên là phim điện ảnh, sau đó là phim truyền hình với tư cách là một diễn viên thực thụ chứ không phải là một cát ca đơ. Trước đây, anh chỉ được trả một ít tiền gọi là tiền thù lao cho nghề cắt ca đơ. Sau này, khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng thì tiền cắt xê mà Vương Kiệt được trả cho mỗi bộ phim điện ảnh lên đến hàng triệu đô la Hồng Kông. Trong những bộ phim anh tham gia, nổi tiếng nhất phải kể đến Tiểu Lý Phi Đao và Huyết Sát. Sự nghiệp tan tành vì bị hạ độc. Trong thập niên 90, Vương Kiệt cùng Lý Khắc Cần, Trần Bách Cường, Trường Quốc Vinh, Đàm Vĩnh Lân không phân thắng bại về danh tiếng. Tứ đại thiên vương cũng chỉ ở hàng dưới. Lưu Đức Hoa chia sẻ, những năm mới khởi nghiệp, anh rất thần tượng Vương Kiệt. Vương Kiệt là người dẫn đường mục tiêu phấn đấu của tôi. Dù anh ấy không phải là thầy, nhưng là người luôn tạo cơ hội giúp tôi có thể phát triển trong giới. Nhưng sự nghiệp của anh trở nên bế tắc sau hơn 10 năm hoạt động. Một thời gian dài, Vương Kiệt sẵn sàng làm nhiều nghề, chấp nhận đóng vai vai phụ trên màn ảnh. Sức khỏe của anh giảm sút trầm trọng, có thời điểm anh chỉ còn nặng 40kg. Người hâm mộ càng bất ngờ hơn khi anh tiết lộ đã bị đầu độc bằng thủy ngân khi uống rượu với bạn bè. Kết quả thanh âm có vấn đề, giọng mất, thậm chí suýt bị câm nếu không chữa trị kịp thời. Tôi bị người ta hãm hại ở Hồng Kông, tôi bị hạ độc vào rượu, khả năng là có chất chứa thủy ngân.
Sau vụ đó, yết hầu và thanh quản của tôi gần như bị bỏng hoàn toàn, rất khó hát, Vương Kiệt trả lời phỏng vấn. Sau tuyên bố này, nhiều thông tin cho rằng Vương Kiệt gây hấn với giới giang hồ nên bị hạ thủ. Nam nghệ sĩ sinh năm 1962 khẳng định biết người hãm hại mình là ai, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Trương Học Hữu bị liên đới. Vương Kiệt từ chối tiết lộ, nhưng truyền thông luôn đưa ra những phỏng đoán của họ. Trương Học Hữu trở thành cái tên bị nghi vấn nhiều nhất. Báo chí Trung Quốc tiết lộ, năm đó Trương Học Hữu và Vương Kiệt quan hệ không tốt. Thiên Vương Hồng Kông bị tố là người đứng sau tung tin đồn Vương Kiệt sống bê tha, cờ bạc, nghiện rượu. Cùng lúc đó, vì cá tính cao ngạo, không gọi ai ra gì, nên Vương Kiệt mất lòng nhiều ông lớn trong ngành giải trí, bao gồm cả ông chủ công ty Anh Hoàng, Dương Thụ Thành. Theo nhiều nguồn tin, Dương Thụ Thành cùng Trương Học Hữu bị nghi trực tiếp hành động hại Vương Kiệt. Khi Vương Kiệt bị hãm hại, sự nghiệp xuống dốc là lúc Trương Học Hữu ngày càng nổi tiếng. Mọi sự đều không giống sự trùng hợp. Cũng vì tin đồn này, người hâm mộ Vương Kiệt cùng Trương Học Hữu luôn chỉ trích lẫn nhau. Ngoài Học Hữu, cha con Tạ Đình Phong cũng vướng vào vòng nghi vấn. Nếu như hắn ta bị bắt, sự nghiệp ở Hồng Kông chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Nhưng tôi thấy điều đó không cần thiết, chi bằng để cho tên đó biết. Tôi không lạ thủ đoạn đê hèn đó sống cả đời trong dằn vặt và hổ thẹn, Vương Kiệt chia sẻ. Ngoài Trương Học Hữu, cũng có tin trong giới nghệ sĩ, Vương Kiệt từng khiến Thành Long khó chịu. Mối quan hệ giữa hai người đến giờ vẫn chưa cải thiện. Gần đây, khi Vương Kiệt tham dự một show truyền hình, ngay khi đó, anh đã bị gạch tên khỏi ekip vì mất lòng Thành Long cùng đệ tử của Sao Võ Thuật. Sóng gió trong hôn nhân. Mặc dù có những thành công trong sự nghiệp âm nhạc, nhưng đằng sau thành công đó cũng không hoàn toàn là niềm vui. Anh là một con người thất bại trong chuyện tình cảm. Sau hơn 10 năm nuôi con, anh đi thêm bước nữa và lập gia đình với người mẫu xinh đẹp Mạc Ỷ Văn vào tháng 4 năm 1993 và đã có với nhau một bé trai được 8 tuổi. Tưởng mái ấm gia đình mà anh khao khát từ lâu, từ đây sẽ sóng yên biển lặng. Nào ngờ cuộc hôn nhân thứ hai này kéo dài được vài năm rồi kết thúc bằng đơn ly dị được cả hai cùng chấp thuận. Rồi cuộc sống hôn nhân một lần nữa bị đổ vỡ, lại thêm những áp lực về công việc nên Vương Kiệt hoàn toàn đuối sức. Do bị ngộ độc thủy ngân nên anh đã bị giảm cân trầm trọng từ hơn 70kg xuống còn 40kg. Đây cũng là thời kỳ mà Vương Kiệt gặp khó khăn nhất về tinh thần lẫn về thể chất. Để vượt qua thời kỳ khó khăn này, anh đã phải bán hết nhà cửa của mình tại Đài Loan để chuyển sang Canada định cư tịnh dưỡng. Mãi cho đến cuối năm 1999, Vương Kiệt quyết định tái xuất giang hồ, trở lại Hồng Kông để tiếp tục hoạt động con đường ca hát và đóng phim. Sự trở lại của anh đã khiến cho nhiều fan hâm mộ tán thưởng nồng nhiệt và làm cho Vương Kiệt cảm thấy cuộc sống thật đầy ý nghĩa. Anh có cảm giác như trở lại thời kỳ vàng son của mình. Nay mặc dù đã 60 tuổi, dù kết hôn 2 lần và đã có 2 con, nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn vì hai người con của anh đều không được ở bên cạnh anh. Con gái lớn của anh đã tốt nghiệp đại học và ra ở riêng, còn con trai của anh đang sống cùng mẹ ở Canada. Hiện nay, Vương Kiệt sống một mình ở Hồng Kông, còn người vợ ly dị của anh là Mạc Ỷ Văn, hiện đang là một MC của đài truyền hình phát thanh tiếng Hoa tại Canada. Dù vợ chồng đã ly dị nhau, nhưng họ không vì thế mà trở nên lạnh nhạt với đối phương. Ngược lại, sau một thời gian xa cách, quan hệ của họ trở nên tốt hơn và họ đang là những người bạn tốt của nhau. Vương Kiệt thừa nhận cuộc đời anh có quá nhiều sai lầm, không chỉ sự nghiệp tuột dốc, anh cũng thất bại trong hôn nhân. Ngày 14 tháng 6 năm 2014, Vương Kiệt tham gia chương trình Kim Khúc và tại đây anh tuyên bố chính thức rời khỏi ngành giải trí. Tôi cảm thấy đã đến lúc mình cần nghỉ ngơi, ngừng sự nghiệp nghệ thuật, tài tử Hồng Kông một thời chia sẻ. Tuyên bố của Vương Kiệt không khiến nhiều người tiếc nuối, nhìn nam diễn viên Tiểu Lý Phi Đao thời hiện tại, ít ai tin rằng anh từng là sao hạng A trong thập niên 1990 khiến tứ đại thiên vương Hồng Kông phải e dè.